Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Sành Đồ Si sẽ gửi cho mọi người bộ sưu tập quần nhung các mẫu. Trong các mẫu này thì chúng ta để ý ở bên góc trái màn hình. Đầu tiên đó là các mã N1, N2, N3, đây là mã của từng sản phẩm. Bên dưới sẽ bao gồm là size. Quý vị để ý cái vòng bụng, chiều dài và ống quần để cân nhắc trước khi mua hàng. 450k, 250k, đấy, cái chữ màu đỏ đó, chính xác, nó là cái số tiền quý vị sẽ phải bỏ ra để sở hữu cái sản phẩm này. Và trong cái số tiền này đã bao gồm cái phí ship bên Sành Đồ Si. Nếu mà quý vị khi mà nhận hàng chúng ta thấy không ưng thì chúng ta vui lòng thanh toán khoản ship này lại cho phía bên giao hàng. Để ra hàng thì quý vị liên hệ với Zalo 0337707398. Quý vị có thể theo dõi thêm Facebook Sành Đồ Si, Instagram sành.vintage. Chẳng hạn như chiếc mã N1 của chúng ta, đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Lacoste. Thương hiệu Lacoste là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng và có cánh của nước Pháp. Một trong những câu chuyện thú vị về Lacoste đó chính là vào năm 1923, khi René Lacoste và người trưởng nhóm của mình, đó chính là Alain Moore, đang đi dạo trên đường phố thì nhìn thấy một chiếc vali da cá sấu qua cửa sổ của một nhà hàng. Hai người đánh cược với nhau rằng nếu René thắng trong trò chơi này thì Alain sẽ phải mua cho ông chiếc vali đó. Kết quả là Lacoste đã thua. Tuy nhiên khi nhà báo nghe được câu chuyện này và viết một bài viết về tay vợt người đã không chiến thắng, đã chiến đấu như một con cá sấu, đó chính là cách Lacoste đã có được biệt danh của chính mình và công ty của ông sau đó cũng lấy biểu tượng về loài bò sát này. Đó là câu chuyện về Lacoste. Còn tiếp theo, chiếc N2 của chúng ta, đây là một chiếc quần size 32, bụng là 86, dài 103, ống là 22 và 300k chính là cái mức giá để chúng ta sở hữu cái sản phẩm này. Nhắc lại cho quý vị và các bạn một lần nữa, để đặt hàng chúng ta liên hệ với Zalo 0337707398. Nói qua một chút về vải nhung tăm. Vải nhung tăm là loại vải nhung có từng số gân dọc theo chiều dài của vải, và loại vải mặt vải thì mịn đều, và vải thì có nhiều màu sắc khác nhau với những sợi vải nhỏ li ti trên bề mặt và giúp cho sợi nhung tạo nên cái hiệu ứng màu sắc thay đổi theo cái không gian tiếp xúc của mình. Vải sợi nhung tăm thì ra đời Ai Cập vào 200 năm sau công nguyên. Ban đầu thì cái chất liệu này được gọi là Franstan. Vải Franstan có nhiều gân trên bề mặt. Tuy nhiên chất liệu này lại thô hơn so với loại vải nhung hiện tại. Từ đó thì vải là một trong những cái chất liệu phát triển của một nhà máy dệt ở Anh vào thế kỷ 18. Chính vì thế nên nước Anh cũng được coi là quê hương ra đời của vải nhung tăm luôn. Quên mất không giới thiệu thì chiếc quần N2 này đến từ thương hiệu Uniqlo. Uniqlo là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Tất cả những quý vị nào đã từng đi trên đường phố mà để ý thương hiệu này thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái logo của thương hiệu. Rất là đơn giản dễ nhớ, đó chính là Uniqlo. Tiếp theo, chiếc mã N3 của chúng ta là chiếc quần size 30, bụng là 78, dài là 94, ống là 24. Đây đến từ thương hiệu Polo quý vị nhé. Thương hiệu Polo thì chắc là rất nhiều quý vị cũng đã biết rồi. Polo nổi tiếng nhất trong cái lĩnh vực thời trang quần áo, đó là sản xuất những cái món quần áo liên quan đến những người đàn ông là nhiều. Thông thường là sẽ là những chiếc áo cổ bẻ hoặc những chiếc áo cổ tròn nhưng mà có thêm logo Polo ở trên đấy. Những chiếc quần của Polo thì cũng mang cái tính đàn ông rất là cao ở trong các thiết kế, từ màu sắc cho đến cách họ chọn lựa ở những cái đường may của mình. Mình vẫn đánh giá rất là cao về thương hiệu Polo này. Chính vì thế nên là chiếc quần mã N3 này có mặt trong bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Phần cúc gài thì chúng ta sẽ có hai cái cúc như thường lệ. Khóa là khóa YYK, rất là có tiếng rồi. Về cái dòng khóa này mình cũng đã nói qua rất là nhiều. Ở bên trong thì có cái đĩa quần này người ta đưa vào cái thiết kế bên trong ấy. Nhắc đến những mẫu quần nhung tăm như thế này, chúng ta không thể không nhắc đến một bộ môn mà thường xuyên mặc những cái outfit kiểu như thế này, đó chính là bộ môn golf. Thì đây chính là một chiếc quần dành cho bộ môn đấy, đến từ thương hiệu Nike. Đây là một chiếc quần với mã N4, size 34, bụng là 88, dài 105 và ống là 24. Ở phần cái phía đai quần này thì chúng ta thấy ở mặt bên trong là có hai cái tag của Nike. Thông thường những cái tag gold là sẽ có cái dấu X như thế này với hai cái cây gậy gold để chéo hai bên như cái dấu X đấy. Khóa là khóa YYK. Và cái khóa này được làm bằng cái móc nhựa cứng cao cấp. Ở đằng sau, cái túi quần đằng sau chúng ta có một cái tag Nike Gold như thế này ở đằng sau nữa. Cũng đã chia sẻ mọi người về cái tag này ở một trong những clip trước, ở phía cái kênh trước của Sành Đồ Si trước khi chưa mất. Ở phần phía chân quần ấy thì mọi người thấy rằng là những cái đường chỉ may mình sờ vào thì rất là mịn nhé. Và những cái đường chỉ may ở phần gấu quần thì nó thiết kế rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không may xít luôn vào mà nó may theo cái kiểu dạng thủ công mà đan chéo chéo ấy, rất là hay.
Với những quý vị mà chúng ta đã từng mặc kaki rất là nhiều ấy, thì tôi khuyên rằng là nên chuyển qua mặc nhung một thời gian. Tại vì cái thứ nhất là cái mùa này mặc nhung rất là đẹp, thật sự rất là đẹp luôn. Mùa này mặc nhung rất là đẹp luôn. So với các mẫu kaki thì quần nhung đem lại cái sự mềm mại cho chúng ta mặc. Thứ nhất là chúng ta sẽ thoải mái hơn với những chiếc quần nhung mà có một cái độ co giãn nhất định, nhưng mà không làm cho giãn quá quần áo của mình. Và thứ hai đó chính là việc mặc quần nhung ấy sẽ làm cho chúng ta cảm giác trở nên giống như quý vị biết rằng là trở nên nghệ thuật hơn ấy. Đó chính xác là như vậy, rất là khó để miêu tả. Nếu mà quý vị nào chưa từng mặc quần nhung thì rất là khó để miêu tả. Để đặt hàng thì quý vị liên hệ với Zalo 0337707398. Gần như mỗi một cái kiện hàng lớn của chúng tôi thì chúng tôi chỉ lọc và chọn ra được một vài mẫu với một vài size nhất định thôi. Nên là chắc chắn sẽ có nhiều những quý vị trùng một cái size khác nhau. Thì để đặt hàng thì chúng ta liên hệ với Zalo 0337707398 để tránh hết hàng. Đặc biệt là những món hàng mình đã săn từ rất là lâu rồi và rất là phù hợp với cái chiều cao cũng như cân nặng của mình. Đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Gap. Thương hiệu Gap là một thương hiệu của nước Mỹ. So với Uniqlo thì nó có một cái sự tương đồng nhất định, nhưng mà nó có thời gian ra đời sớm hơn. Để xem đến đây thì quý vị tiếc gì không cho Sành Đồ Sim một like và subscribe để ủng hộ kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin cảm ơn ạ.